Vừa rồi mình đã tham gia một game jam trong vòng 15 ngày của Sky Mavis và đây là quá trình mình làm ra nó. Điều đầu tiên thì để cho mọi người xem là chúng ta có gì đã nhỉ? Chúng ta có hệ thống combat pinball như thế này, bản đồ thiết kế đẹp như thế này, hệ thống chiêu hiền bãi sĩ, main menu, landing screen, isekai screen. Hi, I am God. You were hit by Dragoon. You will become hero of... Shut up. Và yeah, cùng bắt đầu nào. Điều đầu tiên mình làm đó là một việc rất là quan trọng, ăn cái kem cái đã. Đầu tiên thì mình đã thử độ nổi tiếng của mình bằng cách đó là hỏi xem mọi người có bạn nào tham gia cùng hay không. Là một mình thôi. Và điều đầu tiên thật nè, thì để có thể làm một con game chắc chắn bạn phải có đầu tiên đó là design đó của mình, bao gồm tên game là gì, thể loại gì, chơi như thế nào và bản đồ hình dung trong game. Nó cũng khá là giống nhỉ. Và thế là hết công việc của ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, tôi bắt đầu bằng vài quả chuối. Mô sô bị khởi tắc mô đà kê đô. Buổi sáng ngày hôm đó thì tôi quyết định xài những cái access mà hoàn toàn mới đối với tôi. Thì công việc của tôi đó là xem tutorial. You'll need to make a tile map to paint on. Xem tutorial. To do this, right click on the hierarchy. Và xem tutorial. Scratch overwrite means that it will overwrite the generator to build a new one. And load from generator means that it will load the generator from the generator component. Ok, thì bây giờ là tầm 2 giờ chiều, mình vừa thức dậy, vệ sinh một xíu và mình bắt đầu và cao làm việc. Cao làm việc buổi chiều vào lúc khoảng 2 giờ với một cây kem. Đây, tôi bóc cây kem ngay. Và một chai Coca cùng với cái ly nữa. Rồi, thì mình sẽ bắt đầu làm game từ ban đầu luôn. Đây, mọi người có thể thấy là hiện tại mình vừa tải cái access game Creator 2 trên Unity Access về và mình sẽ bắt đầu. Ấy chết, mồ chưa coi hướng dẫn nữa. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu từ dự án tên là Super Unreal. Từ đầu này phục vụ cho mục đích là game jam. Và cuối ngày hôm đó, thành tựu lớn nhất của mình đó là hoàn thành cái map, cái bản đồ của từ game. Và đây là thành quả. So that's how you can now turn dotTwin into an asynchronous workflow. So let's comment on that and instead let's run this function down here, tasks. Chào mọi người, thì hôm nay là ngày thứ hai trên cái hành trình mà tôi làm game jam và đặt mục tiêu là 8.000 đô giải thưởng. Thì hôm qua đến hôm nay thì thực ra cũng khá là đơn giản, là những cái phần về nền tảng, setup cái nọ. Hầu hết là tôi sẽ ngồi cài access và dựng nên cái nền cho cái nền game. Thật ra nó cũng không có gì nhiều hết, nhưng mà lâu rồi tôi không làm theo thể loại tên bay này, nó khá là lâu. Thì hiện tại làm đơn giản thôi, có nghĩa là một cái game của tôi thì ok, tôi sẽ để phóng to đi. Game play của chúng ta cũng khá là đơn giản. Đơn giản là đây là người chơi. Tôi sẽ để hình con Axie vào. Hiện tại thì chưa có nhưng mà chúng ta sẽ thêm sau. Và nó sẽ đánh mấy con quái bằng cách đó là... Ồ, cái này thì tôi vẫn đang chỉnh lại, tôi muốn nó đẹp hơn một xíu. Nhưng mà chúng ta sẽ đánh cái con quái bằng việc đó là phóng là như này. Ồ, hiện tại nó đang bị... tôi quên chưa thêm material cho nó. Đây, chúng ta sẽ đánh nó bằng cách đó là phóng ra và nó có thể bao sinh như thế này. Đây là, tôi không nhớ rõ lắm là người ta gọi là thể loại gì, nhưng mà hình như nó là pinball. Ok, đó là cái cách chơi thôi. Thì hôm qua giờ tôi làm được vậy, với cả là setup mấy cái phun nền ở dưới như thế này. Và setup nó hơi tốn thời gian. Và bây giờ thì tôi đang chuẩn bị cái buổi tối, ca làm việc buổi tối, và bằng việc đó là bắt đầu bằng một cái bánh phô mai khá là ngon và một chai Coca để bắt đầu một hành trình từ 4 giờ chiều cho tới khoảng 9 giờ tối. Hôm nay tôi sẽ kết thúc vào khoảng 9 hoặc là 10 giờ tối gì đấy. Ok, và đó là deep vlog ngày thứ hai. Và tôi cũng sẽ quay deep vlog mỗi ngày nếu mà rảnh. Nếu mà trong cái đầu nếu mà trong game thì không có cái bất gì, tôi sẽ quay deep vlog và chia sẻ với mọi người cái hành trình mà tôi làm ra game trong vòng 15 ngày ở game jam, cũng như là mục tiêu cuối cùng là giành giải 8.000 đô nhé. Rồi, xin chào mọi người. Sáng ngày thứ tư, báo cáo như mọi khi,
Tôi làm thêm một vài phần về chỉ số nhân vật, các hiệu ứng khi nhân vật di chuyển và hiệu ứng khi đánh đối thủ. Khi nhân vật va chạm vào quái thì nó cũng sẽ mất máu. Và nếu mọi người hỏi là trong game mấy hình ảnh cũng như là chiều chức năng tôi lấy từ đâu thì đây, Unity Access Store. Bạn thực sự tưởng là nó dễ như vậy á? Tôi phải tốn gần tiếng đồng hồ để làm một cái chức năng nó chỉ trông như thế này thôi. Và đây là tổng kết của ngày thứ tư. Chào mọi người, bây giờ là 11 giờ tối ngày 20 tháng 10 và có lẽ là tôi sẽ kết thúc buổi làm việc ngày hôm nay ở đây. Và tổng kết về game Deadlock thì hôm nay tối hôm nay tôi có làm một vài thứ mà thực ra tôi cũng không nhớ rõ lắm là tôi làm cái gì, nhưng mà bây giờ tôi sẽ chạy thử cho mọi người xem. 10 giờ, chính xác là 10:53 và tôi đang ngồi chill, ngồi nghe nhạc thôi và quay video cho mọi người xem cũng như là demo cái buổi ngày hôm nay. Đây, thì như là tôi có làm thêm một vài cái UI thì phải, và cuối cùng là tổng kết về chính là về cái hệ thống chiến đấu của chúng ta, hệ thống combat ha. Đây. Ok, that's all. Và đó là tất cả những gì mà tôi đã thêm vào ngày hôm nay. Thực ra so sánh với ngày hôm trước thì tôi cũng không biết được tôi thêm cái gì, nhưng mà... Và ok, hẹn mọi người ở video tiếp theo. À, một cái game Deadlock tiếp theo. Và tôi sẽ luôn cập nhật cái quá trình mà mình đã làm từ game này như thế nào. Cho bạn nào hỏi thì trong lúc làm game jam thì có làm gì khác không, thì câu trả lời là có. Thì thực ra là game jam 15 ngày, nhưng mà thực ra tôi đó tôi chỉ làm được khoảng từ 10 tới 12 ngày thôi. Và câu hỏi thứ hai đó là trong lúc làm game jam thì tôi ăn cái gì, cũng như là lấy đâu ra những cái game mà tôi khoe với mọi người. Thì bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi đó là hàng ngày tôi ăn cái gì. Và để cho đảm bảo tính thực tế nhất thì tôi sẽ tắt lồng tiếng, tắt thuyết minh đi nha. Và cùng bắt đầu nào. Đi. Mở đợi mẹ. Mở đi tiểu không? Đây thì chung cư thôi. Tomorrow.
đây là một trong những cái món mình hay nấu vì lý do rất đơn giản thôi. Hôm qua tôm giảm giá 40% và nguyên liệu cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần tôm, nước mắm, đường, tỏi là được, và nấu rất là nhanh và cực kỳ ngon nữa. Bữa nào mình sẽ hướng dẫn với mọi người nấu món này. Ok, thêm một điều nữa, vào ngày thứ năm thì nó cũng rất là quan trọng, đó là về deadline. Hôm nay là 21 tháng 10, ngày thứ năm của game jam, và tôi đã trễ deadline do chính mình đặt ra. Trong game của tôi thì có hai cảnh chính, một cảnh là về chiến đấu và cảnh còn lại là về bản đồ thế giới. Và do đã trễ deadline cảnh về chiến đấu nên hôm nay tôi sẽ cố gắng hoàn thiện những cái chức năng liên quan đến bản đồ thế giới, như là về main menu, chuyển cảnh giữa các cảnh, thiết kế bản đồ thế giới và save load giữa các cảnh. Và đương nhiên rồi, deadline trong một dự án làm game hoặc là bất kỳ dự án nào thì nó cũng là vô cùng quan trọng, cho dù là tự mình đặt ra hay là do sếp đặt ra. Và do đã trễ deadline một cái nên là tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nhanh nhất có thể để có thể chuyển qua làm hoàn thiện hơn về cảnh chiến đấu. Và nếu như tôi không kịp hoàn thành deadline thì sao, thì có lẽ là tôi sẽ thiết kế lại cái tựa game. Và làm đương nhiên rồi, khi mà bạn không đủ thời gian để hoàn thành một cái deadline thì một là cố gắng hoàn thiện nó, có nghĩa là dành nhiều thời gian hơn để làm thôi. Hai là mình sẽ thay đổi thiết kế và bỏ đi các phần mà mình muốn đưa vào tựa game. Thì và đúng như những gì tôi thú tội thì chiều ngày hôm đó tôi đã hoàn thành cái bản đồ thế giới cho tựa game. Thì tôi làm được một cái bản đồ từ trải dài từ Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Tôi nghĩ là nó cũng không quá chính xác về mặt địa lý lắm đâu, nhưng mà tôi đã cố gắng tìm hiểu về bản đồ Việt Nam và... Chờ đã, tôi đã thực sự tìm hiểu, cho nên là mọi người đừng comment công kích chỗ này nha. Bằng chứng là đây, đây và đây nữa. Tổng kết đến ngày thứ 5 thì để làm một tựa game theo như quá trình của tôi thì nó sẽ như thế này. Đầu tiên, viết design đó của mình. Đơn giản thì đây chính là thiết kế game của chính bạn. Thứ hai, lên kế hoạch phát triển, cụ thể là tính năng nào sẽ được làm và lên deadline cho từng tính năng đó. Thứ ba, đơn giản là phát triển sản phẩm thôi. Và thêm một phần cho video này, đó là phần demo sau 5 ngày phát triển của tựa game. 12 giờ đêm, tổng kết ngày 21 tháng 10 và tôi làm thêm một vài cái kỹ năng về chơi game. Đầu tiên thì nó có một kỹ năng bắn súng này. Đấy, đơn giản vậy thôi, và tôi làm mất 1-2 tiếng gì đấy, tôi không nhớ rõ nữa. Và cái thứ hai là nó sẽ có một kỹ năng về đấm vào mặt con quái như thế này. Đó, đã xong. Và thêm 1-2 tiếng nữa. Và cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Và đó là tổng kết 12 giờ đêm ngày 21 tháng 10. Và tôi sẽ cập nhật liên tục về cái tựa game này cho đến khi nó nhận giải nha. Ok, chào mọi người.